Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Thành Trung Invest. Và ngày hôm nay thì thực sự là ngày khá là bận của mình nên bây giờ thì mới có thời gian rảnh để làm clip của anh chị em. Rồi chúng ta đi nhanh đến với thị trường ngày hôm nay. Ngày hôm nay VN Index tăng 12,77 điểm, đóng cửa mức là 1.122,5 điểm, tăng 1,15%. Và có 414 mã tăng, 7 mã trần, 87 mã tham chiếu, 122 mã giảm, trong đó có một mã sai, đúng không ạ? Thanh khoản là 19,6 nghìn tỷ, tốt hơn ngày hôm qua. Và mở phiên sáng nay thì có lực tăng và đa phần các cổ phiếu trong nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán mở cửa rất cao, nhưng cuối phiên gặp phải áp lực bán. Mình theo nhận định đó là áp lực chốt lời thôi, đây là điều hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Khi mà những nhà đầu tư trước đã có vị thế thì khi đạt được target họ sẽ chốt lời thôi, bởi tâm lý là gì, ngày hôm nay ra tin đúng không ạ? Tối ngày hôm qua thì có tin chỉ số CPI của Mỹ, một thông tin tốt sẽ tích cực thị trường, cho nên nhiều nhà đầu tư sẽ tận dụng cái nhịp này để chốt lời một phần hoặc thậm chí là chốt lời hết cả danh mục của mình để thực hiện hóa lợi nhuận, đúng không ạ? Trong cái bối cảnh vĩ mô hiện tại chưa thực sự quá sáng, có một số thông tin tích cực liên quan đến tỷ giá hạ nhiệt, liên quan đến chỉ số CPI của Mỹ và liên quan đến những quyết định sắp tới về lãi suất. Cái tương lai về lãi suất nó có thể sáng hơn, như tiên thì ở trong bức tranh hiện tại thì chưa thực sự thể hiện nhiều bởi cái yếu tố về tình hình kinh doanh của các tập đoàn. Rồi ok. Chúng ta xem một tổng quan đi. Xem một số chỉ số các sản khác. Ví dụ như ngày hôm qua thì Nasdaq đã tăng rất là mạnh, đâu đó là 1.30, nhóm nhận là hơn 1%. Chỉ số Kospi cũng vậy. STS hay Nikkei, Hang Seng đều tăng rất là mạnh, và đến ngày hôm nay thì tiếp tục này, hiện tại bây giờ là 10 giờ hơn ngày 15 tháng 11 rồi thì tất cả các cái chỉ số vẫn tiếp tục tăng. Đôi khi thì là gì, chỉ số ở thị trường đang ở Việt Nam sẽ đi chậm đâu đó với thị trường quốc tế một hai nhịp, ok không ạ? Ngày hôm nay thanh khoản thị trường thì là gì, nhà đầu tư nước ngoài có một cái điều tích cực, đó là gì, sau một chuỗi bán ròng liên tiếp 6 đến 7 phiên thì ngày hôm nay khối ngoại đã giải ngân ròng đâu đó là 240, gần 245 tỷ, tập trung chủ yếu những mã như SSI, Vietcombank, Đất Xanh, DGC, KDH, Vinamilk, HD Bank và Hoa Sen. Nhìn qua tập trung những nhóm ngành liên quan đến bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, anh chị em nhé, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Khối tự doanh ngày hôm nay lại bán ròng là 334 tỷ, bán nhiều nhất là Hòa Phát, mua dòng Novaland, MB Bank, VB Bank, MWG, EIB, và có tiếp tục mua dòng là Novaland và GEX, anh chị em mình nhé. Thanh khoản ngày hôm nay có cao hơn ngày hôm qua, và hiện tại thì mình chia sẻ rồi, ngày hôm qua nó rơi khoảng 18.000 tỷ thì ngày 19.000 tỷ, anh chị em mình nhé. Cái tâm lý chốt lời cuối phiên là tâm lý hoàn toàn bình thường, khi mà mình đã nói rồi là tâm lý mà bán cuối phiên ấy là tâm lý rất bình thường khi mà thị trường đã có một cái nhịp tăng đầu bán sáng và đã có một số thông tin tích cực thì nhà đầu tư sẽ tận dụng vị thế đó để họ chốt lời thôi, không có vấn đề gì mà cần phải quá quan tâm. Đấy, thắc mắc như này cho anh chị dễ nhìn. Rồi đến nhanh với biểu đồ thôi để xem chúng ta là gì, sẽ có điểm mua bán nào trong cái tuần tới này. Ngày mai sẽ là thứ năm và sẽ có hai phiên nữa kết thúc, và lưu ý anh chị em nhé, ngày mai sẽ là phiên đáo hạn phái sinh. Thế cho nên là cái tâm lý lo ngại của anh chị em phiên ngày hôm nay ấy, sợ rằng ngày mai thị trường sẽ biến động. Thế trên đã thực hiện hóa lợi nhuận và có thể chốt lời cuối phiên là hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Ngày mai sẽ là một ngày biến động, và sang ngày mai là ngày 16 thì sẽ có một sự lo ngại liên quan đến cái lượng hàng về khi phát hành giá 10 của cổ phiếu sale ấy, là những cái cổ phiếu đó sẽ được cổ phiếu đó sẽ được lưu hành nhé chị em nhé, và nhà đầu tư thì sẽ có một lượng cung tương đối lớn trên thị trường và khả năng là sẽ áp đảo và sẽ khiến cho cổ phiếu sale sẽ tiếp tục giảm điểm nhé. Và cái kịch bản của mình vẫn đang hiện hữu với cổ phiếu sale, và mình sẽ chờ đợi kỳ vọng khả năng cao ngày mai khi lượng cung hàng về ấy, nó sẽ đạp ngược trở lại về, có thể test lại vùng MA20 hoặc là test lại vùng nền này này, thì đây là một điểm rất là tốt để cơ hội dành cho những anh chị em nào mà bỏ lỡ con sóng tăng vừa rồi. Nếu mà chị em nhìn vào trên cái chart ngày của sale thì đây là một cái giảm điểm 5 phiên liên tiếp với cái dâu rất là dài, tương đối xấu nhá, với khối lượng cũng rất là cao, và rất có thể là ngày mai sẽ là một ngày bán tương đối mạnh của VSL, thì đây cũng là cơ hội để anh chị em canh mua giá đỏ để có kịp phục hồi trong thời gian tới anh chị em nhé. Bởi vì bản chất sale thì cũng là một trong những cái cổ phiếu mà có cái nền tảng cơ bản khá là tốt,
lượng tiền mặt đủ lớn để có thể là tiếp tục vượt qua cái đoạn khó khăn này để phát triển thêm nhiều dự án đấy chị em mình nhé. Rồi lượt thì đến với từng nhóm ngành. Đầu tiên với banh đi, chúng ta sẽ đi banh, chứng thép và bất động sản, và ngoài ra một số những mã nổi trội hơn thì mình sẽ bổ sung thêm. Rồi Vietcombank ngày hôm nay là một trong những ngày mà giao dịch rất lớn của Vietcombank, lên tới là gần 4 triệu cổ phiếu, 4 triệu cổ phiếu, và đã kéo Vietcombank lên mức là 87,7 điểm. Phiên ngày hôm qua cũng là một dấu hiệu cho thấy anh chị em cái đà rơi đã ngừng giảm khi xuất hiện cây nến Doji điều chưa? Thì có ba cái dấu hiệu mà anh chị em cần lưu ý để khi anh chị em bắt một cái những cái nhịp hồi và để đảo chiều xu hướng, sẽ có ba cái này mình chia sẻ cho anh chị em luôn ở đây. Để khi anh chị em muốn bắt một cái đà giảm ấy, thì anh chị em bắt một cái đà phục hồi ấy, một cái nhịp nhịp điều chỉnh của thị trường để bắt tiếp theo cái xuống tăng ấy, thì sẽ ba cái yếu tố. Thứ nhất, chúng ta phải nhìn thấy là cái lực nến trước đó phải giảm, trước đó nó xuống giảm thì lực nến của nó là gì, phải giảm dần. Cái thứ hai là có nến đảo chiều, nến đảo chiều, và cái thứ ba là có cây nến xác nhận, nến xác nhận, nến xác nhận tăng, xác nhận tăng đó. Thì khi mà giá nó chạm phải vào những vùng key level, những vùng hỗ trợ quan trọng ấy, mà nó có thêm ba cái yếu, hai trên ba yếu tố này, thì hoàn toàn đây là một trong tín hiệu rất là tốt để cho anh chị em có thể cân nhắc nhé. Lực nến giảm dần này, lực nến giảm dần này, có nến đảo chiều, nến doji là một trong cái nến mà đảo chiều rất là mạnh mẽ ở trong những vùng đáy hoặc những hỗ trợ quan trọng. Và thứ ba, ngày hôm nay đã có phiên xác nhận tăng rồi, đã có phiên xác nhận tăng rồi anh chị em mình nhé. Thì kịch bản để anh chị em có thể là giao dịch với cái cổ phiếu Vietcombank ngày hôm nay, à ngày mai sẽ là gì, thì tương tự thôi, là nó đã có một cái nhịp điều chỉnh sau một cái khoảng thời gian tăng tạo đáy gần như là sớm hơn thị trường một nhịp điều chỉnh và phục hồi, kỳ vọng sẽ tăng lại vùng vùng cũ là vùng 93. Tuy nhiên ngày mai sẽ là một trong những ngày mà đáo hạn phái sinh, nên cái chỉ số nó sẽ bị rung lắc. Để cho anh chị em tận dụng cơ hội ngày mai, nếu như giá nó test lại ngược trở lại đâu đó vùng 86, 85, 85, 86, thì anh chị em cũng có thể là có cân cơ hội cân nhắc mua vào, với điều kiện là khối lượng bán ra không được lớn nhá, khối lượng bán ra không được lớn. Thì cái điểm đối với điểm mua của Vietcombank đâu đó nó sẽ có khả năng test lại loanh quanh cái vùng nền 85 thôi. Nếu mà nó giảm xuống tận 84 thì đó là một trong những cái phiên khá là xấu nhá, khả năng là gì, bật tăng rất là khó. Nhưng nếu nó chỉ giảm đâu đó nhẹ nhàng một nửa cây lên trước đó ở vùng 86, hoặc thậm chí là giảm sâu hơn vùng 85.5, không phá vỡ qua cái vùng 85.6 này, thì hoàn toàn anh chị em có thể cân nhắc giải ngân mua lên với cổ phiếu Vietcombank. Rồi theo đến với cổ phiếu BID. BID là một trong những ngày hôm nay một trong những phiên tăng rất là đẹp, rất là bài bản đúng không ạ? Sau ba cái chuỗi giảm giá thì hai phiên liên tiếp đã tăng trưởng rất là tốt và tiệm cận đến cái vùng hỗ trợ là vùng 44.5. Và kịch bản tiếp theo đó là gì? Là chúng ta rất đơn giản thôi, anh chị em cứ tuần túy một cái điều đơn giản, đó là gì? Trong một xu hướng tăng ấy thì giá sẽ luôn có nhiều điều chỉnh giá đỏ. Thì đây là một trong những cơ hội rất là tốt dành cho nhà đầu tư mới chưa có vị thế, hoặc là đã có vị thế rồi muốn bổ sung thêm danh mục của mình, thì anh chị em hoàn toàn cân nhắc. Thì cái điểm mua ngày mai anh chị em phải can đâu đó vùng 42, 40, 43.2, đâu đó 2 đến 2 phần 3 cái đến trước đó, thì anh chị em hoàn toàn để cân nhắc giải ngân. Và mình kỳ vọng là gì, cái gì sắp tới ấy, ngày mai ấy, hai phiên mà thứ sáu là phiên cuối tuần nữa, thì sợ ngày mai thứ năm thứ sáu sẽ có đâu đó có hai phiên, 2 đến 3 phiên tái đi lũy ngược trở lại trước khi tăng lên vùng giá mới nhé. Thì cái điểm mua anh chị em hoàn toàn cân nhắc giải ngân ở cái vùng nền này này. Đây là một vùng rất là quan trọng của BID nhé. Trước đó là vùng hỗ trợ rất là tốt này. Bật chạm bật tăng, chạm bật tăng, được chưa? Tuy nhiên là để nó tăng được luôn ấy, thì cần phải có một cái lực cầu thị trường đủ lớn. Nhưng mình kỳ vọng ngày mai sẽ là mà ngày mai và ngày thứ năm và thứ sáu sẽ là hai cái phiên mà có đủ biên độ và thời gian để cho anh chị em có thể gia tăng thêm cái cổ phiếu của mình nhé, anh chị em mình nhé. Và target kỳ vọng có thể là ngắn hạn, ngắn hạn thì anh chị em có thể target kỳ vọng về vùng 46, trung hạn thì xa hơn một chút thì là vùng 47, và thậm chí có thể lên vùng 49 này, được chưa? Target thì tùy anh chị em thôi, nhưng tuy nhiên là cái điểm mua của anh chị em nó rơi ở vùng 43.5 này, thì SL anh chị em rất gần đâu đó vùng 42, 42.5 thôi, là anh chị em hoàn toàn có thể là gì, kiểm soát được cái rủi ro của khi anh chị em tham gia với BID. Rồi CTG, CTG ngày hôm nay một trong những ngày mà nó đã vượt rất là mạnh mẽ, mở gap đúng không ạ, vượt qua cái vùng kháng cự là vùng 29.6 mà mình đã chia sẻ anh chị em rồi đúng không ạ. Trước đó thì có một cái sự kỳ vọng, trước khi có cây này này, là có một cái sự kỳ vọng nó điều chỉnh tích lũy lại nhẹ nhàng vùng M20 trước khi có bật đi lên. Tuy nhiên lực cầu đã tham gia đủ lớn để đẩy nó ngay lập tức qua cái vùng hỗ trợ này, thì mình sẽ xóa lại những cái này đi, mình vẽ lại cho anh chị em kịch bản mới dành cho anh chị em, những anh chị em nào chưa có hàng nhé, những anh chị em nào chưa có hàng. Thì hiện tại thì đối với mình là CTG nằm trong cái form rất là mạnh,
rất là đẹp, được chưa ạ? Đó, tuy nhiên ngày hôm nay là một trong những ngày cuối phiên có áp lực bán thì khiến cho đẩy cái giá nó đóng cửa mức thấp. Tuy nhiên thì nó đã dù gì thì giá đã vượt qua cái vùng hỗ trợ quan trọng là vùng 29-30 rồi. Thì kịch bản sắp tới là gì? Có thể ngày mai nó sẽ test lại cái vùng này là một lần nữa, sau đó sẽ có điểm bật tăng. Target ngắn hạn với CTG là quanh vùng 31 31.3, và nếu điểm mua anh chị em ở vùng 29 này thì đâu đó cũng được nhẹ nhàng 4-5% gì này, đúng không ạ? 5%, thậm chí là test ngắn hạn thôi, còn xa hơn nữa thì đủ tích lũy đủ lâu thì hoàn toàn thì quay lại về về vùng index vùng này, vùng 33.5 nhá. Đây kịch bản của CTG. Tiếp tục là Techcombank. Techcombank ngày hôm nay đã có từng nó đã đóng cửa mức rất là cao, rất là đẹp, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó đã có một nhịp tiết chế điều chỉnh trở lại, thì đây là một trong những rất tốt, mình đánh giá như này rất tốt này, thì là cơ hội dành cho những anh chị em mới chưa vào có thể là gia tăng tích lũy với cái mã cổ phiếu Techcombank. Thì Techcombank hiện tại nếu như nó có thể là phiên ngày mai nó sẽ tái tích lũy lại cái nền này một nữa, có thể là test lại vùng MA 20, thì đây chính là điểm vào cơ hội dành cho anh chị em, điểm vào cơ hội dành cho anh chị em đó, để hướng mục tiêu xa hơn. Khi cổ phiếu tích lũy đủ lâu, đúng không ạ, giữ ở vùng nền giá cao thì đấy là cơ hội để anh chị em có thể kỳ vọng ở một cái thương vụ mới với cái điểm cắt lỗ anh chị em khi nó thủng vùng MA20 là anh chị em thoát, đâu đó vùng 30 nhá là chị em thoát được, được chưa? Thì khi đó thì khu nó đã khác rồi đó, đây vẽ lại cho anh, chỉ lại cho anh chị em để anh chị em dễ nhìn đó. Mình mỗi cổ phiếu thì mình sẽ nói rất nhanh thôi, để đi, với hy vọng là rằng là gì, đi được đầy đủ cổ phiếu tất cả những cái mã ngành chính, để anh chị em nào đang có ý định vào cái nhóm nào thì anh chị em có thể cân nhắc nhé. Với VPBank thì mình đánh giá là khá là yếu, bởi vì là hiện tại VPBank đang có cục là tăng trưởng, cái mức độ tăng trưởng nợ xấu rất là cao, và cái như cái buổi clip hôm trước anh chị em chưa xem ấy, thì mình có phân tích tất cả các cổ phiếu ngành ngân hàng ấy, thì anh chị em biết là VIB là một trong những cái cổ phiếu mà có cái nợ xấu tương đối cao, và cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu đó chỉ rơi khoảng khoảng có 46% thôi, trong khi đó tiêu chuẩn nhiều không nhầm là khoảng hơn 80% của ngành ngân hàng đó. Thì kỳ vọng là VIB cũng rất là khó có thể lên được luôn, mặc dù ngày hôm nay là một trong những ngày mà có khối lượng tăng rất là tốt, nhưng giá thì không tăng, đó thì rất cần là VIB nếu muốn tăng được ấy thì nó cần phải có một tích lũy đâu đó loanh quanh ở vùng này, dường như là tăng, nhưng tuy nhiên thì cái biên độ mình đánh giá kỳ vọng không cao, khi mà cái nhịp trước đó của VIBank của nhóm ngân hàng đều tăng rất là mạnh. VIBank lại thể hiện một cái mức độ là gì, biến động trong biên độ hẹp là sideways từ vùng 19 đến vùng 21, cho thấy là cái lực cầu đã giảm đối với cổ phiếu này khi ở tiệm cận vùng giá 22 rồi. Tiếp theo là MBBank. MBBank là một trong những mã mình phân tích đấy, rất là ổn, luôn nằm trong top 5 tất cả tiêu chí tốt nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên ngày hôm nay thì cầu đã vào rồi, nhưng mà cuối phiên sẽ bị một cái lực chốt lời thì khiến nó giá không thể tăng được đẹp, thì đây cũng là một cái nhịp điều chỉnh hợp lý thôi, khi nó test lại cái vùng kháng cự trước đó là vùng 18.6 có nhịp điều chỉnh hoàn toàn bình thường, thì cơ hội vẫn là có, còn cơ hội dành cho những anh chị em nào chậm nhá. Thì kỳ vọng là gì, nó có nhịp điều chỉnh lại đâu đó nhẹ nhàng 1/2 cây trước đó là đẹp, để anh chị em có thể cân nhắc cơ hội mua lên, kỳ vọng lên vùng đỉnh cũ ở vùng 10 19. Tuy nhiên thì cái biên độ này nó không còn quá cao, nhưng anh chị em nào vào muộn thì mình cũng không quá khuyến nghị anh chị em vào MBBank, bởi vì là cái tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận gần như nó ngang gần bằng nhau rồi. Còn như anh chị em nào mua ở vùng giá tốt ở vùng nền này này, ở cái vùng nền 17.7 18 này thì hoàn toàn để kỳ vọng nhé. Đối với ACB, ACB là ngày hôm nay một trong những ngày đánh vượt cản rất là khỏe, vượt liên tiếp hai cái kháng cự quan trọng, cái vùng mà mình có đánh dấu buổi hôm trước này. Với kỳ vọng của ACB ấy, và cũng như là trước khi ra cái thông tin CPI thì thị trường cũng không có nhiều điều tích cực, thì mình có kỳ vọng nó sẽ test lại cái vùng này và tiếp tục đi sideways, đã tích lũy ở vùng nền dưới trước khi có nhịp bật tăng. Tuy nhiên ngày hôm qua đã có tín hiệu tích cực về vĩ mô liên quan dòng tiền, chỉ số DXY có giảm, thế cho nên là khiến cho thị trường hôm nay rất là hưng phấn, và anh chị em có thể thấy là gì, cái phiên ngày hôm nay là phiên cực kỳ bùng nổ của ACB, gom vào rất mạnh, đúng không ạ? 32 triệu cổ tăng đột biến, gần như là cao nhất từ trước đến giờ của ACB sau những cái giai đoạn bùng nổ năm 2021 thôi, thì đến thời điểm bây giờ là một trong những khẩu điểm mà gom của phía ACB rất là khỏe, bởi vì ACB là một trong những cái mã ngân hàng được đánh giá là cực kỳ an toàn với mọi chỉ số anh chị em nhé. Trong cái clip mà mình có chia sẻ cho anh chị em rồi ấy, là rất là cụ thể, anh chị em có thể vào trang của mình nhé, đây là mình có thể cho anh chị xem này, vào trang của thầy chủ Vết ấy, hơi giật thôi, lát thì anh chị em cứ vào đó thì có clip ngày hôm qua mình có bổ sung đấy.
Thì đối với target của ACB thì rất đơn giản thôi, anh chị em muốn trading ngắn hạn xác định ở thời điểm này thì phải T cộng ấy, chúng ta thể đợi những nhịp hồi lại về nền và chúng ta bắt lên. Thì cái điểm mua của anh chị em đâu đó rơi ở vùng 22 đến 23 và SL ngay vùng phía dưới này thôi này. Bởi vì khi đã phá quay lại vùng này ấy, thì khả năng cao đảo chiều đã quay lại về cái vùng sideways phía dưới này thì tương đối xấu nhá, và không biết bao giờ nó mới bứt lên ngược lại. Thế cho nên là nếu như anh chị em cược là gì tiếp tục đà tăng của nó thì anh chị em hoàn toàn cân nhắc cái điểm mua ngày mai rơi tầm khoảng 22.8 22.9 thì anh chị em hoàn toàn mua được, và SL ngay ở vùng dưới vùng hỗ trợ mình đánh dấu với anh chị em rồi, được chưa? Rồi với Sacombank, Sacombank làm xong đánh đóng cửa bằng mức tham chiếu quay trở lại về nền đó, thì tiếp tục là gì, khả năng nó sẽ có một cái nhịp không thay đổi, nó sẽ tích lũy lại một cái nền như thế này, tích lũy lại một cái nền như này ở đây để nếu như cầu vào thì sẽ tiếp tục bật tăng. Đã kỳ vọng như vậy, bởi vì khi anh chị em đã mua và giá ở cái vùng nền này, thì cái không không khó để cho anh chị em xác định được cái điểm thoát hàng của mình ở đâu, và khi đấy là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho đầu tư nhé. Trong đầu tư là gì, anh chị em còn đầu tư thì anh chị em còn xa, nhưng điều quan trọng là gì, ai là người cắt lỗ kịp thời, thế thôi, đơn giản như vậy. Và cái tỷ lệ TP và lợi nhuận và rủi ro của anh chị em đủ để anh chị em phải tham gia. Ví dụ như anh chị em kỳ vọng nó thể đạt về cái vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng vùng 32, mà hiện tại vùng giá là vùng 30 đó, là lợi nhuận của mình khoảng 8% đúng không, thì rủi ro cho phép cho anh chị em chỉ đâu đó dưới 4% thôi, được chưa, dưới 4% thôi thì khi đó mới đạt tỷ lệ 1-2, được chưa? Bởi vì khi anh chị em đã có cái điều quan trọng cho đầu tư ấy, không phải việc anh chị em dự đoán đúng hay sai, phân tích kỹ thuật chuẩn hay không, mà những lần mà anh chị em mất nhiều tiền nhất không phải là những không phải là do về sai phân tích kỹ thuật, mà do anh chị em vào sai phương pháp, vào sai vốn, và anh chị em không cắt lỗ, sai không cắt, đó là cái điều sai tai hại nhất. Anh chị em có thể là thoát một vài lần khi mà anh chị em không cắt lỗ rồi cổ phiếu nó hồi phục lên, nhưng chỉ cần một lần anh chị em sai thôi mà anh chị em không cắt thôi thì nó sẽ xóa sạch toàn bộ cái lỗ lực cũng như là cái tài khoản của mình, đúng không ạ? Bởi vì có một câu anh chị em cần phải nhớ là gì, thị trường tài chính là không điều gì là không thể xảy ra, được chưa? Dạ, đến giá dầu nó còn có, nó còn rơi, nhiều anh chị em nghĩ nó không thể nào giá dầu không thể về không được, mà những cái năm bùng nổ về Covid năm 2019 2020 ấy, giá dầu đã về mức âm là hơn 48 đô một thùng, anh chị em hình dung không ạ? Nói chung là trên thị trường tài chính này không có gì là không thể xảy ra, được chưa? Thậm chí là nó không không giảm với mức âm đâu, nhưng nó cứ loanh quanh, nó giảm đâu đó cho anh chị em 40 50% NAV của anh chị em, mà nó đi mãi sideways đấy chục năm, thì thực sự đấy là anh chị em cũng cũng đầu tư đã cực kỳ thất bại rồi. Lỗ chồng lỗ rồi, đúng không ạ? Mình mất rất nhiều chi phí rủi ro, vốn chôn ở một tài khoản, đúng không? Ở VIB, VIB là một trong những ngày hôm nay vốn cũng không quá là lớn so với phiên ngày hôm trước, nhưng tiên thì là gì đã có nhịp bật tăng rồi, nhưng cuối phiên có một cái nhịp bán quay trở lại cái vùng giá gần giá đập, thì khả năng là VIB bọn sẽ có một nhịp tích lũy lại ở cái vùng nền này thôi đó, tích lũy lại vùng hỗ trợ này này đó, đây là vùng đỉnh cũ của nó này, tích lũy lại ở vùng này, tích lũy lại ở vùng giá này đấy, thì anh chị em cân nhắc SL ngay dưới này đấy, dành cho những anh chị em trading ngắn hạn. Thực sự là không biết hiện tại cái máy của mình đã bị làm sao mà cứ vào file là rất là giật, anh chị em thông cảm nhé, khá nó khó chịu đấy. Ok, HD Bank, HD Bank mình cảm thấy đoạn này hơi cố của HD Bank, hơi cố tăng, hơi cố, rất cần có một cái nhịp điều chỉnh lại gần vùng mà MA20, test lại vùng MA20 rồi đi đâu đi tiếp thì đi đúng không ạ? Bởi vì là gì, một trong con này, một trong những con giữ form rất là tốt trong nhóm ngân hàng, đúng không ạ? Vẫn giữ được trong cái kênh song song hướng lên rất là tốt, thì để mà lên tiếp thì rất cần nó một có nhịp điều chỉnh nữa anh chị. Theo mình đánh giá góc nhìn của mình vào thời điểm này là khá là rủi ro, mặc dù là những bốn cây trước đó là đều có những sụt chân cho thấy cầu vào, tuy nhiên anh chị em nhìn cái khối lượng này rất dễ khả xảy ra là cái tình trạng quay tay tạo thành quả, nhìn rất là nhân tạo. Nói chuyện là anh chị em cũng cân nhắc với con HD Bank này cần phải chiết chiết khấu đủ sâu hơn nữa thì chúng ta mới vào, còn mình thấy góc nhìn của mình thì cái với cả bên với cái kháng cự ngay rất gần đấy rồi thì không còn quá nhiều biên để mình có thể tham gia, trừ khi nó chiết khấu thêm ở mức giá hấp dẫn. TBank ngày hôm nay một trong những ngày mà khối lượng vốn tương đối tốt, kéo giá ở vùng cao, đúng không ạ? Tuy nhiên thì những anh chị em nào mà bây giờ chưa có hàng thì mình cần có một cái nhịp điều chỉnh để giá có một vùng giá tốt hơn nhé. Vùng kháng cự hiện tại vùng giá rất gần vùng 18.9 rồi. Ngoài yếu tố là một là gì? Một là mua thấp hẳn, mua vùng nền. Hai là anh chị em đợi hẳn vượt đỉnh anh chị em đánh. Chứ còn mà vùng giá ở vùng gần kháng cự này chị em tuyệt đối không nên mua, bởi vì rủi ro rất là cao, đúng không ạ?
phải lỗ ngay cho anh chị 5-7% anh chị thoát hàng, sau đó nó kéo lên cơ, thì khi đó anh chị em sẽ bị mất hàng và không có vị thế. SHB, thì phiên ngày 14/11 ấy thì có thông tin là được tặng huy chương lao động đúng không ạ, một tin tiết tốt, thì ngày hôm sau ngày hôm 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 sau là kéo một phiên tăng rất là mạnh với khối lượng vốn lớn. Ngày hôm nay cũng là một trong những ngày tăng tốt của SHB, quý phiên thì có một cái nhịp bán thì nó khiến cho giá giảm về 11.5, và tổng kết ngày hôm nay thì nó rơi ở mức là tăng 0.87 điểm. Thế rồi này, của vấn đề là hơi dở đấy. Anh chị em đợi chút nhé. Rồi ok, quay trở lại với SHB nhé. Thì hiện tại thì là gì? SP hiện tại đang giữ được cái trendline trong ngắn hạn, trendline trong ngắn hạn này. Thì rất cần là gì? Phiên hôm nay một trong phiên có một cái nhịp điều chỉnh khá tốt thì dành cho anh chị em nào có chưa bị thế, anh chị em hoàn hỏi tham gia. Tuy nhiên thì là gì? Chúng ta cứ cân nhắc là gì? Khả năng rất là cao nó sẽ có test lại đâu đó lên quanh vùng 11 này này, 11.3 này này. Thì vùng này là vùng anh chị em hoàn toàn để cân nhắc này nhá. Rồi EIB. EIB một ngày hôm nay tăng rất tốt nhưng cuối cùng cũng vẫn chung số phận của các nhỏ ngành banh khác đúng không ạ? Các cổ phiếu banh khác là gì? Đều bị bán cuối phiên. Đó, đều bán cuối phiên. Đó, kịch bản vẫn giữ quan điểm như vậy thôi. Nếu được thì ngày mai sẽ có nhịp test lại đâu đó khoảng 1/2 cái đến này thì anh chị em hoàn toàn để cân nhắc giải ngân được. Nhá, hoàn toàn cân nhắc giải ngân được. Đấy, cái form hiện tại tất cả đều vượt cản rồi, rất đẹp rồi. Đấy, đánh vượt cản rất đẹp rồi. Trời retest lại và anh chị em mua ở vùng nền này và là rất là đẹp, cắt lỗ ngay ở vùng dưới này và TB anh chị em có thể kỳ vọng nó quay trở lại vùng đỉnh cũ nhá. Cơ hội rất tốt dành cho anh chị em. Liên Việt thì hiện tại vẫn đang duy trì cái đường trendline ngắn này. Đó, anh chị em muốn đánh thì anh chị cần bám đường trendline, chị em đánh thôi. Mà gãy cái đường trendline, gãy đường MA20 thì anh chị em chạy, được chưa? Đó, rất đơn giản. Kể cho mình giúp mình một cái đường trendline chéo này này. Đó, bởi vì hiện tại nó vẫn đang nằm trong một cái kênh song song hướng lên, xuống uptrend vẫn là và có. Đó, vẫn là có tin con này thì mình rất là sợ nó sẽ có một cái gì điều chỉnh đâu đó về đây, thì đối với con này thì mình hiện tại mình thấy là cái vị thế nó không thực sự tốt. Một anh em mua ở vùng thấp hẳn như này đó, hai anh em mua ở vùng này, ba ở vùng này thì nó đã có một cái độ đi tương đối rồi, thì mình cũng không không quá khuyến nghị anh chị em, trong khi thì cái khối lượng chưa vào, nói vốn chưa vào. MSB như là hàng hải đúng không ạ, đó một cái nhịp test như sách sách giáo khoa rồi, tăng rồi test lại vùng nền này thì ngày hôm mai mà anh chị em mua được vùng này rất là tốt nhá, kỳ vọng ngắn hạn lên 10 14 thôi, đây là ngắn hạn mình đo cái biên biên nó 5% cho anh chị em cắt lỗ ngay dưới này, thì khi anh chị em có vị thế rồi, khi nó bánh bật cái biên này thì anh chị em hoàn toàn có thể hold được dài hơn nhé. OCB ngày hôm nay đóng cửa có một cây nến doji, một khối lượng vào khá lớn 6,4 triệu cổ. Khá là lớn, cao hơn trung bình 2 phiên rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình rất là cần nó có một cái nhịp retest lại đủ để anh chị em có đủ biên, anh chị em đánh kháng cự ngay gần đây rồi. Nếu mà không có đủ biên, tức là chúng ta không tham gia mã khác, không thiếu gì mã để cho anh chị em chơi. Ít nhất nó phải test lại về đâu đó 13.3 thì anh chị em cân nhắc nhé. Cắt lỗ ngay vùng dưới vùng nền này này là đẹp. Còn cái biên con này thì không không còn đủ để anh chị em chơi được. Xu hướng chính của nó trên form này, trên khung tuần của nó này. Đó, vẫn còn một cái biên độ đó cho tăng trưởng rất là tốt, đỉnh cũ của nó đâu đó vùng 20 20 20 đúng không ạ? Tuy nhiên để vừa để đến đỉnh cũ rồi thì chúng ta phải phải đợi nó vượt qua vùng cái đỉnh gần nhất của nó vùng 10 15. Đó thì anh chị em hoàn toàn nếu nếu mua được vị thế đâu đó vùng 13 chấm 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 17 này là đẹp, để anh chị em có đủ vị thế an toàn để anh chị em giao dịch. OCB rồi. Tiếp theo đến nhóm ngành chứng khoán. Như ngày hôm qua mình ra clip rất kỳ vọng nhóm ngành chứng khoán bất động sản em tăng rất là mạnh, tuy nhiên thì là gì đó, tâm lý chốt lời thôi của anh chị em, tăng đầu phiên cuối phiên bị đạp đúng không ạ, không không quá bất ngờ. Ngày hôm nay thì ESS khi chạm vào vùng kháng cự vùng 32.8 thì có nhịp quay đầu giảm rồi. Đối với ESS này thì hiện tại điểm mua mình đang chưa thấy nhé, chưa thấy điểm mua ESS. Nếu như nó test lại được cái vùng hỗ trợ lâu đó loanh quanh vùng 30.5 này, chúng ta hoàn toàn thể cân nhắc mở vị thế và cắt lỗ ngay ở vùng dưới thôi. Cái ưu điểm trong phương pháp của mình ấy đó là gì, mình luôn để mức lỗ rất là gần, không phải là gần mà gì rất là nhỏ so với lợi nhuận, để anh chị em có được một cái vị thế đánh đổi lớn. Tại anh chị em biết là bản chất của đầu tư đó chính là xác suất,
mình không biết là anh chị em phương pháp gì, nhưng quan trọng là gì, trong một tổng hòa lại một cái quá trình giao dịch thì số thì cái lệnh lời của anh chị em ấy, nó phải luôn lớn hơn lệnh lệnh lỗ để nó tài trợ như là anh chị em mình sai, được chưa? Đó, câu nói rất nổi tiếng rồi đấy, đó là gì, là tất cả nhà đầu tư không ai không phạm phải sai lầm, nhưng điều quan trọng là ai là người xử lý cái sai lầm đó với cái chi phí thấp nhất. Chi phí ở đây tính là gì, là cái việc chúng ta cắt lỗ hợp lý nhé, bởi thì trên thị trường này nó có rất nhiều cái trường hợp có thể xảy ra, và không có sự kiện nào trong quá khứ giống 100% sự kiện nào ở hiện tại và tương lai. Thế cho nên là gì, chúng ta đừng bao giờ có một cái tư duy đó là gì, giữ cổ phiếu mãi mãi hay là gì, giữ rồi nó giảm rồi nó sẽ tăng. Anh chị em có thể đúng một lần, hai lần, ba lần với cái tư duy đó, nhưng về lâu lâu dài và dài hạn, tư duy đó là một trong tư duy mà giết chết tài khoản anh chị em rất là nhiều và khiến cho anh chị em thua lỗ rất nặng. Có thể anh rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường đầu tư đúng không, có những cái giai đoạn chiến thắng thị trường 5 năm, 10 năm đúng không, nhưng mà chỉ cần một năm sai lầm thôi. Bởi vì cái chỉ cần hỏi anh chị em cái phương pháp anh chị em như nào thì mình sẽ biết ngay tương lai rồi đấy. Và mình không không tài giỏi cao siêu gì đâu, nhưng đó là những cái mà cơ bản và căn bản trong đầu tư anh chị em cần phải tuân thủ, bởi vì đấy là một trong những cái chìa khóa giúp anh chị em đi đường dài và có giữ được lợi nhuận hay là không. Kiếm tiền là một chuyện, giữ tiền là một chuyện khác. À, một đồng chi phí nó tương ứng với một đồng doanh thu mà anh chị em, được chưa? Thế cho anh chị em mà càng cắt lỗ càng ít thì nó cũng là một cách để anh chị em bảo vệ vốn rất là an toàn để có cơ hội tiếp theo. Cơ hội trên thị trường này là vô hạn, vô hạn anh chị em nhé, rất nhiều cổ phiếu tiềm năng để anh chị em đầu tư, tuy nhiên là gì, số tiền của anh chị em là hữu hạn nhé. Rất có anh chị em đừng có tư duy đó là gì, à, sai lầm là mẹ thành công, sai lầm không sao cả, mình đồng ý như vậy, nhưng hãy chấp nhận những sai lầm nhỏ thôi, cho phép mình thất bại nhỏ thôi, bởi vì rất nhiều lần là gì, rất nhiều khi là anh chị em mắc phải một lần, nhưng mà một mắc rất ít sai lầm, nhưng một sai lầm mắc rất đau thì thực sự có những trường hợp anh chị em không thể đứng dậy nữa. Bởi vì thị trường tài chính là một trong những thị trường rất là rủi ro và nó đem lại cho anh chị em rất nhiều cảm xúc, thật sự là rất nhiều anh chị em đã không vượt qua và đã có những quyết định mình nói ở đây là hơi gở, nhưng mà thực sự trên thị trường nó là như thế nhé. Nếu chúng ta là gì, hãy đặt cược ở cái mức độ rủi ro chúng ta chấp nhận được và không bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc. Thế cho nên là phương pháp quản trị vốn và quản trị danh mục nó tốt là như vậy. Anh chị em đã biết điều đó thì anh chị em sẽ quản trị cảm xúc rất là tốt. Thì đối với VND thì vùng mua mình kỳ vọng là phiên ngày mai nó sẽ điều chỉnh lại đâu đó vùng 20.5, mà anh chị em hoàn toàn là cân nhắc anh chị em mua được nhá. Đó, cắt lỗ ngay vùng 19.4 và kỳ vọng ngắn hạn vùng 22.4, 22.46. VIC tăng 1.23%, hiện tại đã rất sát vùng nền rồi, thì ở cái đoạn này thì không không có khuyến nghị anh em tham gia mua đuổi vì gần kháng cự rồi, kháng cự rất dễ nó có nhịp quay đầu, được chưa? Thì có hai cái để anh chị em tối ưu nhất trong quá trình mình lựa chọn điểm vào, một là mua vùng thấp hẳn vùng nền này, được chưa? Hai là gì, đợi nó vượt hẳn đỉnh, đợi nó vượt hẳn đỉnh retest thì đấy vẫn còn biên đủ lớn cho anh chị em phía trên, chứ còn ở vùng này này rất là rất sát với cái vùng kháng cự rồi, thế cho nên là rất là khó để anh chị em có thể có được cái vị thế tốt. Nắm dài được hay không ấy, nó phụ thuộc vào vị thế của anh chị em đối với cổ phiếu nó có tốt hay không, được chưa? Ví dụ một người đang có vị thế lãi đâu đó 20-30% thì giảm đâu đó 5-10%, chúng ta vẫn chấp nhận được, cho phép cái cổ phiếu cơ hội làm lại, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên anh chị em chưa có vị thế tốt mà cổ phiếu mới vào đã giảm 5-10%, nó ảnh hưởng tâm lý anh chị em rất rõ. Và nếu anh chị em cố để một phiên nữa nữa giảm thêm 5-7% nữa là âm 17%, thì khi đó là rất là lỡ cỡ, anh chị em rất là gì, rất là khó cái việc là gì cắt lỗ hay giữ tiếp, đúng không ạ? Thì khi đó thì anh chị em cảm xúc đã bị chi phối thì quyết định sẽ không được sáng suốt. Thế cho nên là gì, hãy luôn luôn làm sao tham gia vị thế ở mức tốt nhất, lợi nhuận và rủi ro nó phải có vị thế tốt cho mình, và khi anh chị em vào bất cứ cổ phiếu nào phải nhìn cho chúng ta một cái đường lui, phải có đường lui nhá, đừng bao giờ chỉ nghĩ màu hồng mà chỉ nhìn đến lợi nhuận thôi. Đấy, có một câu nói nổi tiếng đó là gì, khi anh chị tham gia vào bữa tiệc ấy, thì luôn luôn phải đứng gần cửa, là như vậy. HCM tăng 0.17%. Đó, đầu phiên mở cửa rất cao đúng không ạ? Tuy nhiên thì cuối phiên áp lực bán quay trở lại tâm lý chốt lời điện bình thường thôi. Nhưng anh chị em bắt đáy cũng như ở những cái phiên trước đó ấy, thì đã có lợi nhuận và chốt là điều hoàn toàn bình thường. Thì kỳ vọng của HCM nếu anh chị em mong muốn tham gia ấy, phải đợi nó có một cái vùng chiết khấu đủ lớn để cho anh chị em có thể cân nhắc nhé. Loanh quanh nếu như giá điều chỉnh được về cái vùng là vùng 28.6 này, anh chị em hoàn toàn có thể là cân nhắc giải ngân đối với HCM, bởi vì là gì, anh chị em khi nó thủng cái vùng này là vùng 28 thì anh chị em họ còn thoát hàng và target kỳ vọng vùng 31.8, được chưa? Đó, như vậy thì cái lợi nhuận rủi ro của anh chị em mới tốt được.
với tỷ lệ RR là 1-2 ấy. Khi đúng thì đúng được 2 mà sai sẽ mất có 1 thôi ấy. Thì nếu anh chị em thống kê trong vòng 10 thương vụ ấy, 10 thương vụ nhá, thì chỉ cần anh chị em có cái tỷ lệ thắng là đâu đó khoảng trên 35%. Tức là gì? 10 thương vụ thì đâu đó khoảng 3,5 thương vụ anh chị em đúng và 7 6,5 đến 7 thương vụ anh chị em sai, tổng hòa lại anh chị em vẫn có lợi nhuận. Đấy là sức mạnh của cái tỷ lệ RR này. Được chưa? Đừng bao giờ tham gia với cái một cái vị thế bất lợi cho mình và cái tỷ lệ lợi nhuận rủi ro nó nghiêng về về phía thiệt. Anh chị em biết vì sao mà nhiều anh chị tham gia đánh bài online tài xỉu đúng không? Mình chưa cần đánh mình biết là luôn luôn thua bởi vì tổng là tổng âm. Tổng âm nghĩa là như nào? Nếu anh chị em được đúng không? Anh chị em cược 1 đồng được được có 0,95 thôi mà thua thì thua hẳn 1. Thì thống kê trong một cái quá trình dài đi. Kể cả anh chị em tuân thủ quy tắc đi, đúng không? Đánh không gấp thép đi. Thì trong vòng 100 lần anh chị em đánh thì anh chị em cái tính toán lại đi, anh chị em lấy là gì? Đây này. Đấy nhá. Thắng ấy thì được 0,95 thôi. Ví dụ là tài xỉu anh chị em khác gì là tung đồng xu đâu. Xác suất 50-50 đúng không ạ? Nhân gì 0,95. Mà anh chị em trừ đi 50 lần thua là 50 nhân 1 đúng không? Nào, đây mình sẽ lấy máy tính mình tính cho anh chị em biết là gì. Là chúng ta khi chúng ta đầu tư hay tham gia bất cứ gì chúng ta phải hiểu bản chất và cái quy luật để chúng ta giành chiến thắng được. Thì khi đó mới ok được nhá. Thì đó là 47 bằng 47,5 trừ đi 50 thì bằng gì? Âm 2,5 được. Đấy, thế lý do nhà cái vì sao luôn giàu và những người tôi luôn thua lỗ như vậy. Họ trần anh chị ấy có bảo họ can thiệp, họ trần chả cần phải can thiệp bất cứ một cái lệnh nào trên thị trường mà họ luôn có cái lợi thế đó là 2,5% trên tổng vốn của anh chị em. Được chưa? Đó, đầu tư càng nhiều thì lỗ càng lớn. Đó là cái tỷ lệ của các nhà cái hay là gì? Anh chị em tham casino, tham gia casino, tất cả game của nó thì đều có một chút lợi thế rất dù rất nhỏ thôi, 1-2% thôi, được chưa? 1-2% thôi nhưng khiến cho nó có lợi thế rất là lớn là nhà đầu tư khi mà thì áp dụng vào số lớn nhé. Rồi SS là một trong hiện tại thì là gì, 5 phiên gần đây cho thấy dấu hiệu là đã có xuất hiện lực chốt lời của SS rồi. Tuy nhiên thì lực cầu vào vẫn tương đối nhá. Đối cổ phiếu này thì nhìn phân tích hơi là ghê nhá. Nếu đẹp nhất thì ngày mai nó test lại vùng nền này, chị em hoàn toàn là cân nhắc chơi được đó, cái vùng giá kịch bản của vấn đề cho anh chị em. SS vẫn là một trong những cổ phiếu mà hiện tại được khối ngoại mua rất là lớn. VX ngày hôm nay vượt qua cản và cùng là cuối phiên test lại vùng cản là điều hoàn toàn bình thường thôi nhá, điều là bình thường. Thì cái biên độ trước mặt của nó ấy, anh chị em thấy một bầu trời là anh chị em không phải lăn tăn nữa rồi. Tuy nhiên thì hiện tại giá đi hơi quá xa so với đường MA20, mình sợ một điều rằng là gì, nó sẽ có một cái retest trở lại gần vùng giá vùng nền này trước khi nhịp bật tăng. Thì anh chị em cân đối với cổ phiếu VX ở thời điểm hiện tại nhé. Đó, giải ngân vốn ra mua MBS thì ra anh chị em thấy không ạ, cái cản này mình đã kể từ ngày hôm trước rồi và khi chạm cản thì nó có nhịp bán rất là mạnh quay ngược trở lại. Nhìn chung lại thì trong 4 năm phiên gần đây thì cái lực nến ở cái nhóm ngành cái chứng khoán này tương đối xấu nhé, tương đối xấu. Và nếu ngày phiên ngày mai ấy, nó test lại vùng nền này mà không với khối lượng bán không quá lớn ấy, và có thể là gì rút chân cuối phiên là điều tốt nhất nhé. Còn nếu đóng cửa đỏ và giá thấp nhất cửa phiên thì rất là nguy hiểm đối với MBS bởi vì là biên độ nó không còn quá nhiều rồi. Chỉ rất sợ một điều rằng là gì, đóng cửa nó sẽ có một cây nhiên này và liên tiếp sẽ như này thì thực sự là thủng MA20 này, thì khi đó thì xu hướng xuống đã áp đảo nhá. Thì đối với cam MBS này thì cái form mình không 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 có thể ok lắm, không không quá khuyến nghị anh chị em tham gia. FTS tương tự như vậy thôi, giống vĩ thôi đúng không ạ? Thì mình chỉ cần để anh chị em vào thời điểm này là gì, chúng ta phải cần chiếc cổ phiếu chiết khấu một mức độ nhất định và phù hợp để anh chị em có thể tham gia được, có thể là lấp lại cái gap này, lấp lại cái gap này và có nến rụt chân đi lên nhá, kèm nến xác nhận, thì khi đó thì anh chị em hoàn toàn để cân nhắc tham gia cổ phiếu của FTS. Tất cả chỉ là tỷ lệ cược thôi mà anh chị em, và xác suất áp dụng tỷ lệ cược vào luật số lớn để cái tỷ lệ luôn có lợi cho mình. Bởi vì có lợi ở điểm nào, để làm sao anh chị em có cái điểm lợi khi anh chị em tham gia đầu tư, đó chính là cái điểm vào lệnh. Điểm vào lệnh chúng ta phải có cái vị thế tốt đã. Như anh chị em hỏi là gì, à, nhiều khi là gì đợi test quá sâu ấy nó không về thì sao? Không về thì sao anh chị em? Không ai biết là gì, mình không biết và tất cả mình nghĩ là không ai có thể biết là gì, sẽ biết chắc chắn là FTS nó có về được vùng 39.8 hay không.
Nhưng đối với góc nhìn của nhà đầu tư ấy, thì mình chỉ là gì? Mình chỉ đầu tư khi cái vị thế tham gia, cái lợi nhuận và rủi ro của mình đạt tối thiểu từ 1, 2 cho đến 1, 3 trở lên mình mới tham gia. Còn nó tăng lên luôn thì mình chấp nhận lỡ. Bởi vì mình quan điểm một điều là gì? Trên thị trường này nó có muôn vàn cơ hội. Hãy chọn cho mình cơ hội tốt nhất, được chưa? Không phải lúc nào chúng ta cũng tham gia thị trường. Có thời điểm chúng ta đứng ngoài, có thời điểm chúng ta thì tham gia mạnh, đúng không ạ? Đó là quyền lựa chọn. Nhà tư nhỏ lẻ là có cái vị thế, là có một cái lợi thế là như vậy. Rồi, BSI tăng rất là tốt và tiệm cận gần điểm cận rất là khỏe, đúng không? Gần tiệm cận cái vùng đỉnh cũ rồi và chuẩn chuẩn bị là chạm đỉnh thời mọi thời đại rồi. Rồi đối với thời điểm này thì chưa có, với cái form này nó quá gần kháng cự này thì mình không có điểm mua hợp lý dành cho anh chị em. Một là anh chị em đợi đáo hạn vừa đỉnh hạn. TVS. TVS thì là một trong cổ phiếu khá yếu trong nhóm ngành chứng khoán, đúng không? Thôi thì đợi nó quay lại test lại cái vùng nền này thôi, làm gì thì làm. Còn theo cá nhân mình thì hãy chọn cổ phiếu nào có một cái form và cái lực mua khỏe nhất, được nhà đầu tư tổ chức chú ý thì chúng ta lên cân nhắc nhé. CTS. CTS form tương tự như vậy. Đây. Đợi test lại cái nền này, lấp cái gap này này. Lạm lần nữa thì anh chị em chơi thì chơi. Phiên ngày hôm nay của số phiên ngày hôm nay cũng là vùng giá rất khá tốt để cho anh chị em phải cân nhắc anh chị em mua vào rồi với kỳ vọng lên cái vùng đỉnh này. Anh chị em đợi chút. Tất cả đều trên 10-20 rồi. Trong phòng là trading đỉnh ngắn hạn rồi, anh chị em cứ căn căn cứ vào 10-20 mà xem cho mình. Tương tự vậy nhá. Test lại vùng này này thì đẹp này. Test lại vùng này thì đẹp này, đủ sâu đã tạo điểm cân bằng lại rồi, trước khi muốn tăng thì tăng. BVS tương tự vậy nhé, con này thì không bị yếu, dấu rất dạng phía bên trên này, thôi đợi tích lũy trong vùng này thì có như vật tăng chúng ta mới chơi. Vùng này anh chị em gom được nhé, rủi ro thấp, bị ra rủi ro thấp vì chúng ta nhìn ngay được cái điểm thoát lệnh chúng ta ở vùng này, thủng cái vùng nền này chúng ta chạy. Còn lợi nhuận thì sao, tối thiểu lên ít nhất là 26.8, xa hơn lên vùng đỉnh cũ vùng đây. Anh chị em nhìn nhìn cái tỷ lệ lợi, cái rủi ro sau lợi nhuận này, được chưa? Rủi ro thì bao nhiêu phần trăm đây? Nếu anh chị em mua ở vùng nền và vùng đóng cửa ngày hôm nay ấy, thì đó rủi ro mình cho tối thiểu 5% đi, còn lợi nhuận chúng ta 15%, tỷ lệ 1:3. Nghĩa là gì? Nếu anh chị em chấp nhận bỏ ra 1 đồng để có cơ hội nhận về 3 đồng ấy, thì anh chị em đầu tư thế thôi, tự nhân ra số lượng chịu đựng của anh chị em. Nếu anh chị em muốn nhận lợi nhuận với với cặp là với cái cổ phiếu BVS này này, kỳ vọng là nhận được 300 triệu thì có chấp nhận sẵn sàng rủi ro 100 triệu không? Mỗi được 3 tỷ thì có chấp nhận rủi ro đâu đó 500 triệu đến 1 tỷ không? Được chưa? Thì khối lượng mình vào mình phụ thuộc vào cái mức độ chịu đựng rủi ro của mình là bao nhiêu thì mình mới đủ kỳ vọng được nhé. Rồi VFS. Rồi con này thì không tính rồi, đúng không? Cổ phiếu đang tăng nó vẫn đang ở đây. Rồi EVS. Wow, không khá không trông không không khỏe lắm. Tất cả gần như các khác gần tiếp cận đỉnh cũ, con này vẫn đang là đè ở vùng phía dưới. Thanh khoản tương đối nhỏ, con này thì APG, TBB. Rồi. Bổ sung anh chị em một số những cái mã penny này thôi, cũng nhỏ quá mình không phân tích cho anh chị em. Thép. HPG đóng cửa tham chiếu đúng không ạ? Hai phiên đỏ liên tiếp rồi, khối lượng rất là lớn, tâm lý chốt lời. Thì đối với HPG này nó đã gần cản này, mình không khuyến nghị anh chị em tham gia đâu, đợi nó kỳ vọng test lại một cái nhịp đó đó về cái vùng, một là vùng về vùng nền, hai là vùng vùng này này, vùng hỗ trợ nó ở đây này, thì anh chị em mới tham gia được cái vị thế. Tại vì cái thứ nhất là mình nhìn cái về cái vĩ mô của nhóm thép này hiện tại đang ngắn hạn, bởi vì giá thép tăng mà hạ giá HRC Trung Quốc tăng, đúng không ạ? Cũng như sự kỳ vọng của bất động sản phục hồi trở lại thì cũng có thể một cơ sở dành cho anh chị em cân nhắc. Tuy nhiên là gì, chúng ta vẫn phải có một cái vị thế tốt nhá, vĩ mô tốt, cổ phiếu tốt, thì chúng ta phải có một điểm mua tốt nữa. Điểm mua bất lợi thì anh chị em rất khó giữ nhá, vừa mua đâu đó giảm được đâu đó 5-10%, anh chị em rất là khó để xử lý, bỏ thì thương mà vương thì tội, đúng không ạ? Hoa sen cũng vậy thôi, biên hiện tại gần đỉnh ngày 21 tháng 9 rồi, không còn quá dài cho anh chị em. Kỳ vọng của mình là vẫn đợi nó, nếu anh chị em nào chưa có hàng thì chúng mình đợi thôi, đợi chiếc khấu về đây nhá, cân nhắc chơi thì chơi cứ thế thôi anh chị em. Mình phải xác định trước cho mình cái điểm TPSL, điểm mua điểm bán của mình hợp lý thì mình mới đầu tư, sai mình sẽ chấp nhận cắt, không có gì phải suy nghĩ lăn tăn.
đến điểm chốt lời thì mình chốt nhé. Sẽ có điểm quy tắc và các lỗ chốt lời, những chị em nào quan tâm thì anh chị em cứ inbox trực tiếp với mình sẽ add anh chị em vào nhóm, và sẽ có những buổi training một một của mình dành cho khách hàng ấy, thì mình sẽ chỉ cho anh chị em những quy tắc khi nào nên chốt lời, khi nào nên cắt lỗ, cách hợp lý và khoa học, một cái logic nhá, và loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc, không có cái tính cảm quan trong đó. Rồi với Nam Kim thì mình sẽ kỳ vọng ngày hôm nay trong một cái phiên bán rất là lớn, đóng cửa mức giá thấp nhất, thể hiện một cái sự là chốt lời rất mạnh mẽ đối với nhóm ngành thép này. Được chưa? Thì mình kỳ vọng là gì đẹp nhất thì nó sẽ test về vùng 20.7. Anh chị em có thể là cân nhắc mua vào. Được chưa? Cắt lỗ ngay dưới này thôi. Thủng cái nền này chúng ta chạy. TVN vẫn đang ở vùng nền. Con này thanh khoản không được, không quá nhiều, không có chia sẻ anh chị em. VGS một trong những cái máy hiện tại anh chị em đang quan tâm đúng không? Nó tăng khá là tốt rồi, gần chạm kháng cự trên này rồi. Thì chúng ta nếu anh chị em muốn tham gia thì anh chị em phải đợi cổ phiếu nó chiết khấu một cái mức hấp dẫn đủ để và chúng ta nhìn được cái điểm thoát hàng nó hiệu quả. Thì đối với GS này thì hiện tại thì mình không có khuyến nghị anh chị em, bởi vì là gì, giá đã gần chạm kháng cự rồi và cái điểm mua cũng như cắt lỗ trước lời là không hợp lý, mình không khuyến nghị anh chị em. Rồi đến với nhau cái bất động sản. Bất động sản thì chúng ta đến một số những mã chính thôi nhé. Đầu tiên là Vinhome đi. Vinhome ngày hôm nay cũng có một lực lực cầu và bắt cũng tương đối, tuy nhiên là gì, con này thì một trong những con mà hiện tại đang được bán rất là mạnh bởi quỹ ngoại đúng không? Thôi thì con hàng này thì thực sự là mình không 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 dám kỳ vọng cho anh chị em, làm khá mạnh, áp lực bán vẫn còn. VIX, BMC, VRE, chạm kháng cự test lại đúng không? Tích lũy đẹp đẹp nhất thì tích lũy loanh quanh ở đây thì nó bật lên thì bật thôi. Chị em kể mình cảm chéo này. Đó. Nó vượt qua kháng cự, vượt qua cản chéo, vượt qua 10-20 này test lại anh chị em mua. Đẹp nhá, đối với VRE. Novaland trong ngày hôm nay, một trong những ngày mà gì tiếp tục 4 phiên liên tiếp, hiện tại đang có nhịp điều chỉnh nhá. Thì nếu đẹp nhất ngày mai nó test lại vấn đề này, anh chị em cứ mạnh dạn mua thôi. Cắt lỗ dưới này nhá. Đã xác định mình là chết đinh thì mình phải phải tuân thủ kỷ luật là gì, cắt lỗ chốt lời và điểm mua nó phải hợp lý nhá, thì anh chị em mới cân nhắc được. Đấy, kỳ vọng mình là lấp lại gap này thôi, 18 thì anh chị em điểm mua 16 đã có vị thế rất là tốt rồi nhá. Form khá là đẹp nhá, form khá là đẹp. Thế như anh chị em nào có điểm mua 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 sớm nữa buổi hôm trước ấy, phá ở đây mở gap, chị em điểm tại điểm cân bằng bùng nổ vô này, mua ở phiên này này nhá, đã mua mua ở phiên này, còn đã đến thời điểm này chưa có hàng ấy, thì đợi phải đợi retest lại thế thôi. Khang Điền form hiện tại thì đang gặp một vùng cản khá là cứng ở vùng 34.4. Điểm mua hiện tại đang lưng chừng lắm ở giữa này, không quá cao không quá thấp, không có khuyến nghị cho anh chị em trừ khi nó chiết khấu đủ sâu tạo lại cái điểm cân bằng, tạo lại cái điểm cân bằng thì chúng ta mới có thể đầu tư được. Tạo điểm cân bằng ở đây thì anh chị em mới cân nhắc được. Đó, cắt lỗ ngay dưới, đặt bơ cho anh chị em dỗ rồi mát đấy. Tuy nhiên thì cái biên độ tăng không quá nhiều thì mình không có kỳ vọng về với Khang Điền đâu. Đích tăng 0.4%, đang tạo dấu hiệu tạo nền đến 1 đến 2 đến 3 ở đây rồi, tích lũy được tốt quay lại về nền này thì tốt nhá, cho anh chị em bà bắt. Lam Long tương tự vậy thôi, đợi chiết khấu đủ đủ lớn hoặc là giữ được cái nền này. Năm năm mà giữ được cái nền này này, đâu có thêm 2-3 phiên nữa thì anh chị em có thể bắt được. Tuy nhiên thì cái kháng cự gần quá rồi, bây giờ anh chị em không còn quá nhiều, một nó đợi hẳn, nó vượt đỉnh, hai anh chị em đã mua thấp là mua ở đây rồi, còn ở cái tầm lưng chừng này thì thực sự là mua rất rủi ro, không khuyến nghị anh chị em nhé. Ở cái điểm này không khuyến nghị anh chị em mua, không khuyến nghị, biên nó ngắn quá, biên ngắn quá khoảng 10% cũng cũng được chứ, sao cũng được chứ anh chị em. Nếu anh chị em mua là đúng ở cái điểm thấp nhất của nó ngày hôm nay 36.4 nhá, mà chốt kịch đỉnh đi đâu đó có 9% cũng không ăn thua, không ăn thua nhá. Phát đạt gần nay, ngày hôm nay đã có thời điểm nó vượt đỉnh rồi, phiên ngày hôm qua nó đã thời điểm vượt đỉnh rồi, tuy nhiên là test lại không sao cả, vượt đỉnh nó test lại chịu hoàn toàn bình thường, test lại vùng hỗ trợ là quan trọng này. Đấy, vùng đỉnh trước đó này, test lại, ok không sao cả, giữ được cái nền cao này mà không giảm thì gì, chúng ta thể cân nhắc bổ sung vị thế Phát Đạt nhé. Trong cổ phiếu này hiện tại đang sự kỳ vọng khá lớn, một số dự án sắp triển khai trong năm 2024.
đất xanh đi, đất xanh dựng vậy nhá. Thời điểm này là thời điểm nó một anh chị em đợi nó vượt hẳn đỉnh, đợi vượt hẳn đỉnh, đợi vượt hẳn cái vùng kháng cự này. Nhưng mà vừa kháng cự xong thì cũng gặp ngay cái đỉnh rất là khá là gần. Tuy nhiên thì biên độ đó cũng trên 10% rồi, 10% để cho anh chị em form vẫn giữ là tốt, chưa có dấu hiệu gì phạm cả. Sell thì mình phân tích rồi, xem còn mã nào về đó. Chung quy lại như vậy nhá, một số mã chính thì mình đã chia sẻ với anh chị em rồi đó. Ngoài ra thì lướt qua một số nhóm ngành như dầu khí. Dầu khí ngày hôm nay tất cả đều tăng, nhưng tăng khá là nhẹ. Gas tăng 1,26%, đã có dấu hiệu vượt qua cái nền tích lũy này rồi đúng không ạ? Tuy đóng cửa thì quay lại nền, không sao cả, tích lũy rất đẹp. Gas anh chị em hoàn toàn cân nhắc nhá. Gas rất là khá là, mình theo quan điểm của mình khá là ngon đấy nhá, vượt qua MA20 nổ vôn này. Tuy nhiên đóng đến thì không được 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 đẹp lắm thôi, thì anh chị em cân nhắc mua tại nền này được này, cắt lỗ ngay dưới này và TP ngay trên này. Đó, điểm mua điểm bán mình để ngay trên màn hình anh chị em có thể xem rồi. VSR, VSR thì hiện tại thì cái điểm mua hiện tại đang gần gần cản lắm rồi, gần cản quá, trừ khi chiết khấu đủ lại về quay lại về vùng hỗ trợ dưới này này, anh chị em cân nhắc. Có lỗ dưới này, thậm chí điểm em dưới ngay 18.2 này, cho yên tâm nha. Bởi vì khi giảm qua đây nó lại thành một xu hướng khác rồi. Đây, xu hướng là gì? Đó là gì? Tăng, giảm, test lại trên line và giảm tiếp nhá. Đấy, trong ngành về dầu khí. Dầu khí thì về vĩ mô mình không không đánh giá cao lắm. Con này thì sợ là gì? Khi không vượt qua được cái vùng này là đâm tiếp xuống cái vùng nền dưới rồi. Xem một số liên quan hóa chất. Đức Giang, Đức Giang thì tiệm cận vùng đỉnh rồi, khá là khỏe thì em thấy biết khỏe không ạ? Tuy nhiên ở điểm này thì thôi, đợi vừa hẳn đỉnh thì chơi không thôi. Vùng này cũng chung chiêng đó chị em, khá chung chiêng, khó lắm. Vừa mua cái đã chỉnh ở 2-3 cây là anh chị em cũng ối rồi rồi đúng không ạ? Ở đây Cà Mau tương đối là tốt nhé, ngày đã vượt qua cái vùng kháng cự quan trọng vùng 31.1 rồi. Anh chị em lấy được ngày mai có thể test lại vùng 20 là anh chị em cân nhắc mua lên với kỳ vọng vùng 35. Về mua khá hợp lý nhé, để mua 30.5, thủng 30.5 chạy TG trên này. Tỷ lệ luôn luôn đưa cho anh chị em từ từ 1-2 trở lên, không có gì phải suy nghĩ gì cả. DPM đang có dấu hiệu là test lại, ngày hôm nay test lại MA20, đẹp nhất thì tạo được cái nền ở đây này đó, anh chị em cân nhắc. TP trên này, L ở dưới đó, như vậy thôi. Đối với mình hiện tại phân tích rất nhanh là gì, mình không kỳ vọng quá nhiều bất cứ cổ phiếu nào cả. Cổ phiếu nào có vĩ mô, dòng tiền nó tập trung vào cái nhóm nào thì mình đầu tư tiền đánh thôi, còn quan trọng là cái điểm mua đấy có hợp lý hay không, cao quá thì mình sẽ bỏ qua nhé. Không việc gì là phải phải lăn tăn cả. Thủy sản, thủy sản ngày hôm nay Vĩnh Hoàn tăng 4%, rất là tốt đúng không? Đấy, tạo xong tăng này, điều chỉnh này, tăng này, nhịp điều chỉnh này, test lại nền này, đúng vùng nền này, anh chị em mua được vùng này thì rất là tốt nhá. Đó, và ngày hôm nay bùng nổ tăng, form khá là đẹp, form khá là đẹp anh chị em mình nhá. Ngày mai nếu mà nó có điều chỉnh cho anh chị em vào thì anh chị em có thể cân nhắc mua được. Vôn ngày mai nổ này, vô nổ rất đẹp nhá, đủ biên để anh chị em chơi. Thì hạn về vùng đỉnh này biên đâu đó khoảng 15%, đủ cho anh chị em có thể chơi được. Vĩ mô về thủy sản khả năng cao cuối quý cuối này là một trong khá là sáng, bởi vì là gì, cái nhu cầu lễ Tết lễ hội của bên Mỹ khá là cao, anh chị em hoàn toàn cân nhắc. Nam Việt cũng tăng 3,7%, cái form cũng như là hình thái nến đấy, cái phân tích kỹ thuật thì nó không không tốt bằng Vĩnh Hòa đâu anh chị em. Con này có thể là chạy sau. Đó, vùng này là cũng vùng máy chị em cân nhắc. Đó, nó vượt qua MA20 rồi. Test lại điểm này thì anh chị bắt lên thôi. Điểm mua điểm bán thì mình sẽ để luôn trên biểu đồ này cho anh chị em. Đó, như vậy thôi, đúng quy tắc mà làm nhá. Cố gắng là gì? Cắt lỗ một cách hợp lý nhất. Đâu đó 5% và cái tỷ lệ lợi nhuận của mình đâu đó 15%, tỷ lệ 1:3 là chín được rồi. Và mà vẫn khá xấu. Ok, vừa rồi thì mình có đi tổng kết lại cho anh chị em toàn bộ những cái mã ngày hôm nay, như Hà Nội lại tăng trần anh chị em này, đúng form ạ, khá khủng khiếp. Ok, vừa rồi thì đã đi tổng qua hết lại cho anh điểm mua, cho anh chị điểm mua bán của tất cả những nhóm ngành chính: banh, chứng khoán, bất động sản và thép. Ngoài ra một số nhóm ngành mà mình quan tâm như dầu khí, thủy sản dành cho anh chị em rồi. Ok, rất cảm ơn anh chị em đã dành thời gian quan tâm theo dõi những video của mình. Và nếu anh chị em cảm thấy hay, cảm thấy bổ ích, anh chị em hãy
ủng hộ mình, nút like, nút subscribe nhé, để mình sẽ có thêm nhiều động lực để mình chia sẻ anh chị em điểm mua bán. Và anh chị em có bất cứ câu hỏi nào, thắc mắc, cần phân tích mã cổ phiếu nào, anh chị em cứ nhắn dưới cái phần bình luận nhé, thì những clip tiếp theo mình sẽ trả lời và hỗ trợ anh chị em. Rồi một lần nữa thì cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em ngày giao dịch hiệu quả.